Chào các bác nhé. Cũng lâu lâu rồi hôm nay mới về được con rửa bát dòng TH2 hàng đấu giá. Cái hàng này thì trước nhập khá là nhiều nhưng đợt này thì hơi khan hàng các bác. Một con TH2 hàng đấu giá thì đương nhiên hàng đấu giá thì các bác sẽ có được cái phần lưng tôn của nó khá là đẹp. Gần như là không bị móp với xước nhiều, chỉ còn tí ti thôi. Vì những cái mẫu này thì được bảo quản từng chiếc ở bên Nhật về. Cho nên là nó cũng sẽ giữ gìn được hơn và nó cũng là những cái hàng nhặt chọn ở bên Nhật, nó cũng đẹp hơn. Một con TH2 mã số 8, con này em bán là 7,3 triệu bảo hành 1 năm. Đây là cái số điện thoại giao dịch bên em, hai số này có Zalo các bác nhé. Tại kênh YouTube các bác xem kênh thì ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Đây các bác nhìn cái phần lưng tôn của nó này, cái phần lưng tôn của bọn này thì nó khá là phẳng, gần như là không có vết viết gì, rất là phẳng và sơn không bị xước vì là được bọc xốp bảo quản từng chiếc một về. Đấy, hai bên phần lưng tôn đấy. Những cái mẫu này thì em bán thường hay dành cho các bác mà khá là kỹ tính, mình thích nó đẹp thì mình lấy mẫu này. Còn nếu là những cái con hàng bãi ấy, thì thực ra nó cũng chất lượng không khác gì cả, nhưng mà nó bị các phần lưng tôn này nó sẽ xước hơn đấy, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Đây, con này 2018 các bác nhé, 2018 xếp với máy là 1154, lưng tôn thẳng tiếp vào lò luôn. TH2, các chế độ của máy thì đây là 3 sấy 30 phút kèm giữ khô các bác nhé. Đấy, sấy 45 kèm giữ khô, cứ bấm lần lượt vậy thôi, có nhiều chế độ rửa. Đấy, các chế độ số, đấy, tắt nguồn, bật nguồn. TH2 nội thất, nói chung là mọi thứ bọn này đấu giá thì nó khá là đẹp rồi, không còn phải bàn cãi gì nhiều nữa. Chiếc này 7,3 triệu. Đây, còn bác nào mà thích nhà hàng bãi rẻ hơn thì em có TH2 hàng bãi, con này bán có 5,5 triệu thôi, 5,5 triệu thôi. Tuy nhiên là hình thức nó sẽ không thể đẹp như là hàng đấu giá đâu. Đấy là mình có hàng như nào thì báo giá các bác như vậy. Con TZ100 hàng đầu giá này các bác là 10,9 triệu. Rất là nhiều các mẫu mã khác nhé. Bác nào chốt chiếc này alo cho em nhé. Máy 7,3 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp, bảo hành 1 năm.